Vừa mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Khách ơi, thì hôm nay mặt hoa cúc viết bên vườn Huỳnh nó nở nè. Và những cây bên vườn của em á là ghép gốc quấn rễ ha, còn gọi là gốc nhớt. Và những cái gốc này thì khoảng cỡ như là đầu đũa lớn. Rồi, cây thì bây giờ nó khá cứng cáp rồi. Cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi ha. Hoa rất đẹp luôn nè cả nhà. Đây là cúc viết hay còn gọi là cúc tri kỷ. Cây như thế này là 70 ngàn một cây và 4 cây em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một. Gần đây khách sưu tầm rất là nhiều luôn cả nhà. Cúc VIP là một cái giống cũng khá mạnh luôn à, rất là đẹp luôn á. Rồi cái này mình về mình cũng có thể là lấy được một ít bo nha. Nói chung là mình cũng có thể lấy ít bo à, nụ nè, nó cũng ú nu luôn ha. Rồi cúc VIP. Rồi bên đây em giới thiệu với cả nhà mình là khoảng 2.000 cây cúc thọ hương. Năm nay sưu tầm rất nhiều luôn cả nhà. Khách thích cái cúc thọ hương bởi vì hoa thơm. Hoa thơm nè, bông chùm ha. Và đặc biệt khi ghép vào những cây mai phôi nó rất mạnh và nó sinh trưởng rất là tốt. Và với là cái cách chăm nó kháng bệnh cả nhà, nên là chăm rất là khỏe luôn ha. Thì cái lô thọ hương này của em là bây giờ nó cao cũng khoảng cỡ 4-5 tấc luôn. Và cành nhánh em thấy là rất là nhiều. Đặc biệt là cái gốc khá đẹp luôn ha. Gốc thì gốc cỡ như cái đầu đũa lớn. Nhưng mà cái lô này phải nói là gốc nó khá đẹp luôn cả nhà. Cây nè, cứng khừ luôn ha. Đó, chi nhánh rất là nhiều. Bây giờ em sẽ đứng xa cho cả nhà xem cái cây nó bao lớn nha. Đó. Đây, ví dụ như những cây như thế này. Đó, cả nhà xem nha. Em đứng xa cho cả nhà xem nè. Về mình sẽ lấy bo được rất là nhiều luôn ha. Rồi, cây như thế này trồng cũng rất là ok. Và lấy bo thì cực kỳ tốt. Rồi ha, 90 ngàn một cây. Và 4 cây em Huỳnh bao ship, 10 cây em tặng một nha. Đó. Đây là thọ hương nè. Thân giũa em cũng có uống lắc lượng, chứ nếu mà dựng ngọn đứng lên đó là nó rất là cao nha cả nhà. Mình sẽ lấy dọc những cái bo, những cái cành như thế này ha, là rất khỏe và ok luôn. Cây thì gốc đẹp không luôn nha cả nhà. Gốc rất là cứng khừ luôn. Đây, có mấy cái gốc quái nữa nè. Gốc đa dạng lắm ha, đa dạng luôn. Cái này mình trồng thì nó lớn theo thời gian, sẽ như cây zin luôn á. Và cái giống này phải nói là rất là nhiều người yêu thích nha cả nhà. Rồi giá chỉ có là 90 ngàn một cây luôn ha. 4 cây em Huỳnh bao ship và 10 cây em tặng một nha. Rồi đây chính là thọ hương nha. Thọ hương thì phải nói là tên cả tuyệt vời luôn nha cả nhà. Em sẽ lấy bất kỳ một cái cây nào cho cả nhà mình xem. Ồ, đế nó quái ha. Này giống hình thú nha cả nhà. Rồi mình sẽ lấy bo ở cái phần này nữa ha. Rồi yêu thích cái thọ hương thì alo cho em nha. Đó. Bên vườn Huỳnh có rất là nhiều giống cả nhà. Nếu như mà khách thích những cái cây mai giống bên vườn em á, thì khách hãy trực tiếp alo số điện thoại của Huỳnh là 0949234525 ha. Và cũng đăng ký kênh để khi mà Huỳnh lên những cái video thì cả nhà mình có thể cập nhật và bổ sung những cái cây giống rất là khỏe và tốt, giống mới ha cả nhà. Rồi đây giới thiệu với cả nhà một loại nữa. Mình có thể vừa chơi lá vừa chơi hoa luôn. Đây chính là cúc gia đình ha. Khi mình nhìn thì thấy thì thoạt đầu là đầu tiên là cái lá nó đỏ nè cả nhà. À, nó nhuyễn nó nhỏ ha. Và rồi thì cái giống cúc này là một giống cúc mới và rất là đẹp luôn. Đó, quấn đế nè cả nhà. Cái cao tầm khoảng cỡ 4 tấc trở lên. Đây em đứng xa cho cả nhà xem. Đó. Rồi, đây khách xem nè. Giá chỉ có 100 ngàn một cây ha. Và 4 cây em Huỳnh bao ship, 10 cây thì em tặng một. Khách xem nào, với cái cây như thế này mình lấy được vô số bo luôn nha cả nhà. Vivo bo luôn ha. Đó. Cây rất là tốt nha. Rồi, đây là chính là cúc gia đình ha. Có những cây á, nó hơi lùn tí xíu, em bấm ngọn á, em bấm chặn ngọn để nó ra được những cái cành nhánh nè. Đó. Thì em sẽ quay thật là rõ và là chi tiết để cho cả nhà mình có thể hình dung được cái cây ha. Cây nào mà nó ngắn thì em sẽ nói nó ngắn, còn cây nào cao nói cao để cho cả nhà thể dễ dàng lựa chọn. Rồi, đây chính là cúc gia đình nha. Và rồi thì vườn em có rất là nhiều loại ha. Khách thích loại nào thì alo cho em. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.